Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là nồi nấu thắng cố đặc sản Lào Cai, quý vị ạ. Đấy. Thành phần là gồm thịt ngựa đúng không em? Thịt ngựa mà thịt có lòng, tim, gan, thận ở đây đủ. Nhưng ở đây cháu luộc thịt trước, tí nữa cháu mới luộc lòng. Rồi. Đấy, đây là ba chỉ ngựa. Thịt ba chỉ ngựa và tim, gan, xào phổi. Đây là một đặc sản nổi tiếng của vùng đất Lào Cai, mang về Bắc Ninh phục vụ bà con quý khách người Bắc Ninh. À, mỡ gầu rất là ngon quý vị. Nguyên liệu tươi ngon. Đấy là cửa hàng quảng cáo, quý khách có thể đặt thịt ngựa tươi, giò ngựa, cao ngựa bạch, ngựa thường, chất lượng chuẩn 100%. Thế kia là cái gì nổi lên? Đây là túi gia vị. Đấy, túi gia vị cuộn gói và tăng thêm độ hấp dẫn cho nồi thắng cố. Em chủ quán thắng cố. Quán em là thắng cố Quành ở trên Lào Cai, được 21 năm rồi. Là em mới mở một cơ sở nữa ở Bắc Ninh, em mở được hơn 1 năm. Hiện tại nhà em có tầm 6 cơ sở ở các tỉnh khác nhau, Sapa, Yên Bái, Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên đều có cơ sở của nhà em. Và em tự chúng em mở cơ sở của Quế Võ 1 này thì em mở được hơn 1 năm. Cũng là lần đầu tiên em kêu thành phố lên thành phố Bắc Ninh để tham gia chương trình hỗ trợ để cho mọi người được thưởng thức đặc sản trên em. Các nồi lẩu nhà em bán theo lồi từ 300 đến cho đến 1 triệu là tùy vào lượng khách của gia đình mình, đi tầm bao nhiêu người thì mình gọi lồi nó hợp lý thì em làm. Ngoài ra thì nhà em có cả các món ngựa xào nữa, như ngựa xào măng trúc, ngựa xào khô cay, rồi ngựa nướng mắc kén. Nếu mà được ở quán ăn trực tiếp tại quán em thì nó sẽ đầy đủ hơn ở trên này. Trên này thì em chỉ làm được một số món như ngựa xào măng với nướng linh tinh, nó không được đầy đủ. Em có cả giò ngựa, làm cả giò ngựa Tết các thứ. Mỗi Tết, Tết năm ngoái này em, mọi người ở đây cũng đặt hơn 100 cân giò để. Hiện tại giá giò ngựa là bao nhiêu tiền một cân em? Giá giò ngựa thì từ 380 cho đến 400 nghìn một cân. Đấy là tùy vào cái thịt ngựa nó lên xuống, dao động. Giá dao động từ 380 đến 400 ngàn đúng không em? Rồi. Để cho anh hỏi chi tiết thêm chút. Nồi lẩu 300 ngàn thì gồm những món gì em? À, lẩu 300 ngàn, tất cả nồi lẩu thì đều có là thịt ngựa này, thịt ngựa tươi và thịt ngựa luộc rồi này, tim này, gan, phèo, phổi, lòng, lòng non, lòng già, nói chung nó đầy đủ hết. Nó thì 300 thì nó sẽ ít hơn là 400 thôi nhưng nó vẫn sẽ đầy đủ. Nồi 300 ngàn thì được khoảng mấy người ăn nữa? 300 ngàn thì là thường thường từ 2 đến 3 người ăn. À, thế giá cả cũng rất là hợp lý nhỉ? Vâng. Ừ. Nói trung bình là một người ăn thì rơi vào tầm 100 đến 150 nghìn. À, thế thôi. Ừ, giá rất là bình dân. Em mang cả rượu men ná trên em xuống nữa. Mọi người rất thích rượu men ná đấy. Ừ. Vừa rồi em mang 200 lít mà bán hết sạch. Còn một can 50 lít thì bảo là tôi để lại bán cho khách, mà anh kia anh cầm lên ô tô đi luôn. Anh giả tiền anh đi luôn. Thì ngon quá. Rượu men lá hiện tại giá bao nhiêu em? Rượu men lá hiện tại là nếu mà khách mua về thì em để 80 nghìn một lít. Còn khách ăn ở đây thì sẽ là 100 nghìn một lít. Rượu là đảm bảo rượu chuẩn, men lá chuẩn, uống và không đau đầu. Đau đầu là em hoàn tiền. Em cho anh xin họ tên, em, địa chỉ, điện thoại. Nguyễn Đăng Hoàng, em hiện tại đang ở số nhà 12, khu 1, thị trấn Phố Mới, Quế Võ Bắc Ninh. Đấy là cơ sở hiện tại của em. Ừ, em cho số điện thoại. Số điện thoại em là 0987 145 344. Quý khách có gì cần điện thoại liên hệ trước đúng không? Nhà sẽ chuẩn bị tốt hơn. Quanh khu vực Bắc Ninh thì em ship tận nhà, còn kể cả là khác tỉnh hay gần lân cận là em cũng ship đi. Rồi, chúc nhà hàng em luôn phát triển, phun phòng phun khách nhá. Vâng, em cảm ơn anh chị ạ. Nước ngấu. Vâng, nhà em làm sạch sẽ. Nước này là em phải chở từ nhà. Mấy hôm nay mở đây, mà lấy bán được. Được. Mấy hôm thời tiết nóng nóng nữa. Thích lắm. Tối hôm qua là hết sớm. Đấy, cho mọi người thưởng thức. Chị đợi tí em lấy nước chấm nhé. Cảm ơn tay em. Nước chấm nữa mới ngon.
đúng rồi. Cái nước chấm nhà em là nước chấm đặc biệt luôn, không phải không phải quán nào cũng có cái nước chấm này. Mọi người thử đi. Nó thơm mà nó ngon đúng không? Đợi chú cháu gót cái nước chấm nhá. Cái này mà nước chấm ngon tuyệt vời. Thịt ba chỉ lợn được thái con chì, chấm bằng nước mắm, pha chế bí quyết đặc biệt của nhà hàng. Chấm này nó phải ngon. Cho ăn phải có cái nó phải đúng đi thôi. Nước chấm cay cay ngon ngon. Đấy có nước chấm đấy. Ngon lắm ạ. Béo hơn. Hôm nay thời tiết khá lạnh. Mà riêng đặc điểm của mỡ ngựa không đông như là mỡ bò quý vị ạ. Mỡ ngựa nguội vẫn thơm ngon. Đấy là một đặc điểm riêng. Quý vị nên phân biệt giữa thịt ngựa và thịt bò nhé. Mỡ ngựa lúc nguội vẫn còn ngon, không bám váng như là mỡ bò. Thơm ngon. Thịt ngựa rất thơm ngon, hấp dẫn, độc đáo quý vị ạ. Thì là thay đổi món đi. Ăn thịt ngựa là khỏe như ngựa đấy anh ạ. Quý vị ăn các loại thịt thông thường khác thì quý vị chắc không ăn hết. Nhà thịt này chắc là hết sạch không còn một miếng quý vị ạ. Ơi mà ăn thòm thèm mới ngon quý vị ơi. Đây là tiết ngựa được ướp đá quý vị ạ. Đây là thịt tươi, bộ phận vai ngựa quý vị ạ. Thịt rất là ngon. Đấy, tươi giói. Thịt ngựa thơm ngon mềm, rất dễ ăn, hấp dẫn quý vị ạ. Bình thường nếu thịt thông thường thì chúng ta khó mà ăn hết, nhưng với thịt này chắc là hết sạch, vẫn còn thòm thèm. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại nhà hàng Hoàng Long, Thắng Cố, đặc sản ngựa vùng Tây Bắc đang bán tại hội chợ triển lãm tỉnh Bắc Ninh, Hồ Điều Hòa, gần tượng đài Nguyễn Văn Cừ. Nếu có dịp quý mời quý vị vào ghé thăm và thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.